những cặp đôi tuyệt vời. Ta cùng nhau hòa chung tiếng hát thêm niềm yêu cuộc đời với nụ cười như những cặp đôi tuyệt vời. Giữa trời xanh cùng nhau hát lên những lời ca tuyệt vời. Giữa bao người đến cùng nhau và hát. Cặp đôi hoàn hảo với chủ đề rock và dân ca diễn ra tối 30 tháng 10 mang cho khán giả cảm giác hài hước và sảng khoái. Càng vào sâu những vòng trong, các cặp đôi dường như càng mạnh hơn cả về chiêu trò, lẫn phần hát ngày càng một tiến bộ rõ rệt của các nhân vật nổi tiếng. Bên cạnh đó, sự kết hợp của các cặp đôi dường như cũng ngày càng hòa hợp hơn. Hoàn hảo là một chương trình theo Linh nghĩ là một chương trình rất là mới và Linh nghĩ là nên duy trì thêm nhiều năm sau nữa tại vì nó là một chương trình rất là hay. Chương trình Cặp đôi Hoàn hảo là một chương trình tôi thấy rất là hay ở thời điểm hiện tại. Bởi vì là có rất là nhiều chương trình thi đơn rồi thì đây là một trong những cái mà để cho khán giả có thể có một cái sự gọi là đổi mới trong cái chương trình. Rằng là cặp đôi Phạm Văn Mắc và Mai Hương sẽ là một sự bùng nổ nhất trong đêm nay. Đây cũng là lần đầu tiên Vũ đến tận nơi để mà xem chương trình biểu diễn ra. Thì dĩ nhiên Vũ tới đây để cổ vũ cho người anh của mình đó là Đàm Vĩnh Hưng. Và Vũ hy vọng là tối nay sẽ có một màn trình diễn rất là tuyệt vời. Khi xem chương trình Cặp đôi Hoàn hảo thì mình thấy là có sự kết hợp giữa diễn viên và ca sĩ hay là MC và ca sĩ thì giúp hỗ trợ nhau hát á. Mình thấy là âm nhạc dường như là đến được với tất cả mọi người. Và Diễm trong các cặp đôi thì Diễm thích là nhất là cặp đôi anh Trấn Thành và chị Đoan Trang. Tại vì Diễm là một người rất là yêu thích sự hài hước và anh chị rất là có sự sáng tạo trong việc thể hiện bài hát của mình. Đây là để cổ vũ cho cặp đôi của anh Đàm Vĩnh Hưng và bé Kim Thư. Và rồi nếu như năm sau mà có một lời mời thì chắc chắn Hiếu Huyền sẽ tham gia. Bởi vì Hiếu Huyền thấy đây là một trong những chương trình rất hay. Nó tạo một cái cầu nối để cho tất cả những người diễn viên rồi ca sĩ và người mẫu có thể tự tìm hiểu nhau và rồi họ tự tìm đến nhau và rồi họ phối hợp cho nhận diện để tạo ra thành những cặp đôi thật hoàn hảo để cống hiến những nghệ thuật cho quý khán giả. Đây là một chương trình rất hay. Phương Linh và Cù Trọng Xoay cũng có một phần thi an toàn với ca khúc Đi Cấy. Tuy nhiên, cặp đôi này có sự thay đổi giữa hai phần của bài hát. Phần đầu là dân ca đơn thuần, phần sau giáo sư Cù Trọng Xoay phá cách bằng việc mặc trang phục bà ba và đeo một cây đàn guitar rồi hát rock bài Đi Cấy. Lực sĩ Phạm Văn Mách trong đêm thi thứ tư này lại gây ấn tượng cho khán giả trước hết bằng một mái tóc mới nhuộm và một bộ trang phục khá bụi bặm, phù hợp với ca khúc sóc Thu Tình Yêu của anh và cô bạn diễn trẻ tuổi Văn Mai Hương. Và Mai Hương muốn là cho quý vị khán giả cũng như ban giám khảo hòa mình vào ca khúc và khuấy động được cái sân khấu, làm cho mọi người có thể nóng lên, tức là thành công. Cặp đôi Trấn Thành và Đoan Trang không chỉ độc và lạ như tiêu chí ban đầu của họ. Càng vào sâu những vòng trong, Đoan Trang và Trấn Thành càng bộc lộ được sự thông minh của mình trong cách dàn dựng tiết mục và chọn lựa ca khúc. Thành và Đoan Trang không ngờ là tất cả những cái công sức mà mình đã bỏ ra mình tập luyện thì cuối cùng anh được khán giả và đặc biệt là ban giám khảo đón nhận thì đó là không còn gì bằng nữa. Những gì Nô Phước Thịnh và Ái Phương thể hiện trong chương trình này đã cho thấy được ngọn lửa đam mê nghề nghiệp và sức trẻ của họ. Chắc chắn người ta sẽ còn nhớ đến Nô Phước Thịnh và Ái Phương bởi họ là một cặp đôi trẻ tuổi nhất của chương trình và những màn trình diễn rất đáng yêu. Đặc biệt là Ái Phương, một cô gái có một chất giọng trong sáng, ngọt ngào, gây ngạc nhiên cho cả ban giám khảo lẫn khán giả. Thật ra Nô Phước Thịnh cảm thấy mình đã làm hết sức mình rồi, còn có lẽ như về những phần chuyên môn thì Nô Phước Thịnh hơn bao giờ hết cần nghe từ các vị giám khảo. Dịp này để có thể thể hiện hết sức mình những gì mà mình mong muốn, mình trải nghiệm được. Đàm Vĩnh Hưng và Kim Thư được xem là cặp đôi có phần trình diễn ấn tượng nhất trong đêm thi thứ tư này với sự kết hợp hai ca khúc Trống Cơm và Lý Quả Kêu. Đây là phần thi lấy được khá nhiều tiếng cười và sự hưng phấn của khán giả. Cả hai không ngại xấu để hóa trang ngay trên sân khấu. Bỗng chốc họ trở thành một chí phèo Mr. Đàm và thị nở Kim Thư. Hồ Trung Dũng và Hà Anh có một màn biểu diễn khá an toàn với ca khúc Bảo Đêm của nhóm Myroway.
cặp đôi này chia sẻ rằng họ không có nhiều chiêu trò để phô bày nên sẽ chú trọng đến giọng hát. Trước khi đến đây Dũng rất là lo. Thứ nhất là rock không phải sở trường của Dũng, mà thứ nhì là cái giọng của hôm nay còn rất là yếu nữa. Trong khi là nhạc rock thì cần giọng rất là mạnh. Quan trọng là cống hiến được một cái tinh thần rock. Trời mưa. Một bất ngờ nữa của đêm nay có lẽ thuộc về cặp đôi Ngọc Anh và Quách Ngọc Ngoan. Không thể tưởng tượng rằng một cô ca sĩ gốc Bắc như Ngọc Anh lại có thể hát dân ca ngọt đến như vậy. Với ca khúc Bông Bí Vàng, Ngọc Ngoan thực sự có cơ hội khoe sở trường của mình, vì anh đã từng bộc bạch rằng nhạc sến chính là dòng nhạc anh yêu thích. Cặp đôi hoàn hảo đã đi được nửa chặng đường, thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả xem đài. Kết quả khả quan ấy có được dựa trên sự cống hiến hết mình của các nghệ sĩ tham gia, đội ngũ thực hiện chương trình, và một phần không thể thiếu chính là sự đồng hành của đơn vị tài trợ chính thuộc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk với nhãn hàng Vifresh Nha Đam. Theo mình thấy thì chương trình Cặp đôi hoàn hảo là một chương trình rất là hay. Bước nhảy Hoàng Vũ thì chương trình Cặp đôi hoàn hảo rất là đáng để cho mọi người mong đợi. Và những người tham gia chương trình không phải là ca sĩ nhưng hát thì rất là, có những người hát rất là tuyệt vời. Và mình mong là chương trình này sẽ thành công tốt đẹp và nhiều người được hâm mộ. Vifresh là một cái thương hiệu mang tính năng động và trẻ trung, với những cái sản phẩm làm từ những cái thành phần tự nhiên tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Và với cái phương châm và cũng thông điệp của Vifresh là tốt tự nhiên, thì Vifresh là mong muốn mang lại những cái gì tươi mát nhất từ thiên nhiên và tốt cho sức khỏe. Và với cái phương châm đó thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến những chương trình giải trí lành mạnh, mang tính chuyên môn cao và phù hợp với lối sống năng động và hiện đại của giới trẻ. Đó chính là cái lý do mà Vifresh muốn được tiếp tục đồng hành cùng với đài truyền hình Việt Nam và công ty Cát Tiên Sa để mang đến cho khán giả những cái chương trình truyền hình mới mẻ, vui tươi và mang tính giải trí cao. Thì tôi nghĩ đó là cái chương trình Cặp đôi hoàn hảo rất là phù hợp với những cái tiêu chí này. Cho đến giờ phút này thì tôi nghĩ rằng là đi được nửa đoạn đường thì chương trình Cặp đôi hoàn hảo đã thể hiện được sự thành công của chương trình trong cái việc là tỷ suất cái bạn xem đài đối với chương trình khá cao, và cũng như báo chí hàng ngày cũng thể hiện cái sự quan tâm đến các cặp đôi tham gia chương trình. Và cái điều đó nó là một cái niềm vui rất là lớn đối với Vifresh cũng như là những người thực hiện chương trình. Những cặp đôi tuyệt vời, ta cùng nhau hòa chung tiếng hát thêm niềm yêu cuộc đời với nụ cười. Những cặp đôi tuyệt vời, giữa trời xanh cùng nhau hát lên những lời ca tuyệt vời giữa bao người đến cùng nhau. Live show thứ 3 cùng với số điểm của ban giám khảo, tổng số tin nhắn bình chọn của khán giả sẽ góp phần quyết định thí sinh nào được lọt tiếp vào vòng sau. Tổng đài bình chọn sẽ được mở trong vòng 15 phút sau khi màn trình diễn của cặp thí sinh cuối cùng. Bên cạnh đó, sau mỗi đêm live show, tổng đài bình chọn sẽ mở cho đến hết 12 giờ trưa ngày Chủ nhật của tuần tiếp theo để bình chọn cho cặp thí sinh được yêu thích nhất trong đêm. Kết quả này sẽ được công bố vào đầu đêm live show tiếp theo. Chọn cho cặp thí sinh mình yêu thích được đi tiếp vào vòng sau bằng cách soạn tin nhắn theo cú pháp mã số thí sinh rồi gửi đến số 7557. Bạn sẽ có cơ hội mua sắm tại Thế giới Di động và siêu thị điện máy.com khi nhận được voucher mua hàng trị giá 15 triệu đồng đối với những giải thưởng trong đêm và voucher mua hàng trị giá 5 triệu đồng đối với giải thưởng bình chọn trong tuần.